Bạn không biết lập trình, tư duy bạn không tốt, nhưng mà yêu thích sáng tạo. Nhưng mà tâm đã có microbit. Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp cái video tìm hiểu về kit microbit. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về khối câu lệnh tiếp theo, đó là Solet này. Thì đây mình cũng vào trang để lập trình makecode.microbit.org, tạo một project mới và lưu tên này. Ở đây mình sửa tên thành Solet. Lấy một cái OnStart ra và lấy một cái Solet. Thì ở trong cái Solet này, các bạn có thể hiển thị bất kỳ một cái hình nào trong cái màn hình lên ma trận 5x5 đây. Thì để mà bạn muốn sáng ở cái led ở vị trí nào thì bạn chỉ cần tích vào nó có màu đỏ là sáng này. Ở đây mình thử cho hình vuông. Đó, nhớ mô phỏng. Thì đây là màn hình mô phỏng này, có hình vuông này. Các bạn thì sửa các cái hình tùy theo cái ứng dụng của các bạn. Đây. Đó, cái câu lệnh này đơn giản thế thôi. Tiếp theo là cái show icon này. Thì đây mình xóa cái này đi. Show icon thì các bạn cái này nó sẽ hiển thị các cái hình ảnh mà có sẵn lên lên ma trận 5x5. Đây các bạn nhấn vào cái mũi tên này, nó sẽ ra các cái hình. Đây ví dụ như trái tim này, trái tim một nhỏ đây, có tên luôn ở đây. Thì các bạn thích hình nào sẽ chọn hình đó. Ở đây mình sẽ làm thử một cái mặt cười, sau đó rồi delay khoảng 300 ms. Tiếp theo là mặt mếu này, buồn ấy, mặt buồn ấy. Đó thì các bạn có thể nhìn trên hình mô phỏng này, để mình cho vào cái này cho nó lặp lại liên tục này. Cho vào vòng for đây. Đấy, thì cái này có ở đây có 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 40 hình, 40 hình có sẵn, các bạn có thể lựa chọn. Còn nếu mà muốn tạo ra các cái hình cụ thể hoặc là hình theo ý muốn thì các bạn sẽ lựa chọn cái Solet đây. Mình làm cái thử ví dụ này. Cho hiển thị mũi tên. Ok. Thì mình sẽ thử làm cái code này xuống kit nhá. Đầu tiên là download về này. Sau đó tiến hành kết nối với lại kit. Cũng như cái bài lần trước, chúng ta chỉ cần copy cái file hack vừa tải về vào file microbit này, kéo thả vào. Đây thì cái
chương trình mà mình vừa lập trình và đưa lên tít đó. Ok, thì với cái hai cái câu lệnh này, các bạn có thể tùy biến các cái hình ảnh mà các bạn muốn hiển thị lên màn màn lên ma trận 5x5. Ok, thì cái video giới thiệu về show LED và show icon của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.